làm gì đâu. À cái em đi đời cần đi. Có những lúc không làm có hóa luôn. Cháy phát lộc. Cái này nó chỉ cháy cái mép trên, mép trên rồi, cái bát chắc cũng không bị gì. Bên nhà thời tiết nó lại nồm nồm nữa nên vẫn còn lung linh. Hóa luôn đấy các cụ. Đây đó, cái này mới gửi cho các cụ. Cái này nó được nước chảy như hôm Chủ Ninh, nó đẹp thật đấy, mẹ nó kéo dài. Ô, trên Chủ Ninh phải kéo dài, phải cả cây số. Hôm Chủ Ninh mẹ nước nó chảy, nước nó xuống. Thế là ồ, để phải...